90 ngày trôi qua, chiếc cầm biến dạng của Minh Hằng vẫn chưa trở về đúng trạng thái trước khi bị Bon tách hại. Đã hơn 3 tháng kể từ ngày gây sốt làng giải trí, chiếc cầm dài nhọn của Minh Hằng vẫn chưa có dấu hiệu hài hòa với gương mặt. Minh Hằng là một trong những nhân vật nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả hiện nay. Ngoài ca hát, người đẹp còn lấn sang nhiều lĩnh vực như điện ảnh, thời trang và đều gặt hái được thành công. Cô còn là gương mặt được các nhãn hàng tìm kiếm, sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở. Thời gian gần đây, huấn luyện viên The Face 2018 liên tục vướng phải những ồn ào xoay quanh chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Hàng loạt khoảnh khắc xuất hiện với chiếc cầm dài ngoằn khiến Minh Hằng liên tiếp phải đối mặt với các nhận xét trái chiều. Không một lời qua tiếng lại, giọng ca một vòng trái đất thường xuyên đăng tải những góc ảnh nghiêng nhưng kém may mắn thay. Chúng ngày càng tố giác khuyết điểm trên gương mặt nữ diễn viên vốn đã rất xinh đẹp. Gần đây nhất, cư dân mạng chia sẻ rầm rộ bức hình ca sĩ chụp tại phòng gym, diện trang phục ôm sát khoe body chuẩn, nhưng điều khiến fan chú ý vẫn là chiếc cầm nhọn dài. Dù đã quen với hình ảnh gương mặt Minh Hằng bất thường, nhưng khi nhìn bức hình này, nhiều người vẫn không khỏi thốt lên đáng tiếc. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng đây chỉ là một sản phẩm Photoshop dìm hàng. Mặc ồn ào về nghi án phẫu thuật thẩm mỹ quá đà, huấn luyện viên The Face vẫn liên tiếp chia sẻ hình ảnh chụp góc nghiêng trên Instagram. Chiếc cầm thậm chí còn nhô ra hẳn phía trước khi Minh Hằng cười. Cận cảnh chiếc cầm nhọn hoắt của nữ ca sĩ, các thánh chế ảnh tất nhiên là chẳng chịu buông tha cho Minh Hằng. Trong MV Em xin anh mới ra mắt, dù đã chỉnh sửa kỹ càng, chiếc cầm của Minh Hằng vẫn một mực phản chủ. Minh Hằng khiến người xem hoang mang vì khuôn cầm không ăn nhập với khuôn mặt. Đoạn livestream gây bão với chiếc cầm hồi đầu tháng 4 của Minh Hằng ở góc nghiêng, người hâm mộ thậm chí không nhận ra thần tượng. Bức hình chưa qua Photoshop cũng khiến Minh Hằng một fan khốn đốn. Minh Hằng xuất hiện tại một sự kiện quảng bá mà cô làm gương mặt đại diện ngày 2 tháng 4. Đây chính là mốc thời gian nữ ca sĩ gây sốt với gương mặt nhiều thay đổi và chiếc cầm dị dạng.